Dạ, Hiệp Bị Tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay Hiệp Bị Tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm là chuông cửa không dây DB658. Chuông cửa không dây DB658 này được sử dụng để làm chuông cửa hoặc là gọi phục vụ ở những cái quán ăn, nhà hàng, quán nước, hoặc là làm chuông khẩn cấp. Song song đó mình có thể sử dụng như là một cái chuông báo bệnh, sử dụng cho người già, người lớn tuổi, người bệnh hoặc là người tàn tật, thì mình để sử dụng kêu bệnh trong các trường hợp khẩn cấp ở nhà hoặc là bệnh viện. Thì chuông cửa DB658 này nó sẽ có 38 kiểu chuông với 3 mức âm lượng từ nhỏ đến lớn, và khoảng cách từ nút nhấn đến chuông thì nếu có vật cản thì nó sẽ tầm từ 15 đến 40 m, không có vật cản thì từ 40 đến lại 80 m. Sau đây em xin hướng dẫn mình cách sử dụng chuông. Thì ở sản phẩm của nó sẽ gồm là một cái chuông, một cái nút bấm, một viên pin và một bộ để mình bắt cái chuông lên trên tường. Đầu tiên mình sẽ lắp pin vào trong cái nút bấm. Thì để lắp pin vào thì mình sẽ sử dụng cái vật nhọn, ở đây em sử dụng chìa khóa cho nó tiện, thì mình nhấn vào trong cái lỗ này để mình lấy cái phần nắp ở phía trên ra. Đây, lắp pin ở đây. Còn cái phần cái phần báo chuông á thì mình sẽ ghim vào ổ điện để cái nơi mà mình có thể dễ dàng nghe. Thì trên cái phần chuông này á, nó sẽ có bốn cái phím. Đầu tiên là cái này là cái chuông báo, là nó sẽ báo cho mình, sẽ cài đặt cái kiểu chuông của nó. Thì nó có rất có nhiều kiểu mình có thể chỉnh. Hello. Hello, welcome. Mình đè vô. Con này là mức âm lượng của nó. Này là đèn ngủ. Đèn ngủ thì mình có thể bật lên thì nó sẽ sáng đèn. Tắt thì mình nó không sáng đèn nữa. Thì cái chuông. Sau đây em kết thúc phần hướng dẫn của mình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.